Chào mừng chị đến với kênh channel của em, đây là Nguyễn Trọng Thiện. Và hôm nay sẽ làm chị một cái video. Chúng ta cùng xem xét thị trường trong ngày hôm nay là diễn biến thế nào, cũng như cùng view thử thị trường ngày mai nhé. Và nếu như chị chưa tham gia cái room đồng này bên em thì em đã xóa một cái room trên Zalo rồi. Em chuyển qua sử dụng một cái group cộng đồng trên này để em có thể dễ cập nhật hơn chị hơn. Thì chị có thể tham gia vào đây nhé. Anh chị gõ là tìm kiếm chỗ trên Facebook, chị gọi là cộng đồng người đầu chứng khoán gạch đầu tư và thịnh vượng. Thì sẽ ra chị nhấn vào tham gia nhé. Hoặc là anh chị có thể nhấn vào những cái video của em này, nhấn vào những video, sau rồi anh chị kéo xuống đây sẽ có cái group cộng đồng này. Anh chị nhấn vào đường link này thì sẽ được tham gia nhé. Thì tại đây em có cập nhật cho anh chị rất nhiều những cái thông tin về thị trường trong và ngoài phiên nữa. Và hôm nay này em có nói về những cái vấn đề về độc vị, một số cái báo cáo tài chính này, hay là em có nói về cái hướng thị trường sẽ đi này. Đấy, thì rất mong chị hãy bỏ một chút thời gian, nhấn nút thích video này, nhấn nút đăng ký kênh này và nhấn một chuông thông báo để nhận video em sớm nhất nhé. Hoặc là chị có thể nhấn vào đường link ở đây để đăng ký kênh bên em nhé. Vậy cảm ơn chị rất là nhiều. Và chúng ta đi đến phần nhận định của phiên dịch ngày hôm nay. Thì phiên dịch trong ngày hôm nay, anh chị biết đó, thị trường chúng ta đang có những cái lực tăng trong sự nghi ngờ, và chính vì thế đã phản ánh vào phiên ngày hôm nay, đó là một cái lực giảm nhẹ. Và lực giảm nhẹ này có tích cực hay không và có đạt chỉ tiêu hay không, thì nhìn chung chúng ta đã biết là thị trường chúng ta đang khá là yếu, đúng không? Cực kỳ yếu. Yếu ở đây là sao? Yếu về thanh khoản là một này, yếu về những cái lực tiền hiện giờ, cung thì càng cạn mà cầu cũng chả thấy đâu đấy, càng ngày càng yếu. Và hiện tại rất nhiều người cho rằng là thị trường chúng ta đã tạo đáy rồi, đáy lên rồi. Anh chị thấy có rất nhiều người trên YouTube có thể nói điều đó, nhưng đối với em thực sự vẫn chưa đâu, thị trường còn thể giảm nữa. Và mọi người có thể thấy đó, mọi người ghi nhớ trong ngày hôm nay em có nói là thị trường có thể giảm nữa. Thị trường tệ nhất là sẽ giảm về 1.200, có thể sâu hơn, và tốt nhất có thể quay về 1.230 sau đó bật lại. Chính vì thế mọi người nên cẩn trọng nhé. Trong cái video qua em cũng nói rồi, thị trường tăng đó, nhưng mà em đã nói rất là rõ cho anh chị là thị trường chúng ta đang có những cái yếu tố là chưa xác định xong. 3 yếu tố về đáy này, 3 yếu tố xác định đáy này, em phân tích rất là rõ để chị biết được à, thị trường nó vẫn chưa hoàn thành xong cái đáy thì sao đáy lên được. Chị nên cân nhắc nhé. Thì hôm nay em cũng có nhắc nhở khách hàng một số vấn đề. Thì đầu phiên đây mọi người ạ. Đầu phiên thì em đã nói về cái vấn đề về thị trường chúng ta đang dự kiến kéo một số mã phiếu để quanh những cái vùng giá mà tạo lập họ cho rằng vùng giá này đang lý tưởng nhé. Thì ví dụ anh chị thấy đây, chẳng hạn như là một số cái mã phiếu em đang ví dụ là mã Hòa Phát đi, thì giá 44 thì chỉ số P/E của nó sẽ rơi vào khoảng 10, có thể hơn một tí, và có thể thấp hơn, hấp dẫn hơn nữa là chỉ số P/E là 9 với mức giá là 38 đó. Và có thể rằng tạo lập họ không muốn đạt về những mức giá như 38, họ sẽ xác nhận tạo một cái nền ở mức giá 44 để phù hợp với mã số P/E là 10. Chính vì thế họ đã kéo mã phiếu này lên nha, để có thể giữ được cái nền 44. Và dấu hiệu này đang thấy rất nhiều mã phiếu, ví dụ như là HCM này, VND này, hay là VC này, hay là SI này, hay là ACB này, Techcombank này, HDBank này, MSB này. Đó. Chính vì thế chúng ta có thể dự đoán được là thị trường chúng ta ít nhất là trong ngắn hạn có thể đầu tư được nước T cộng với một số mã phiếu như vậy. Tức là khi nó đã quay trở lại, nó chạm đường MA20 rồi, thì sẽ có một nhịp nó quay trở về lại, test lại cái đáy xong rồi bật lên lại. Đó là một cơ hội để chúng ta nước T cộng. Và chính vì thế em đã đưa ra hai nhận định về hướng đi của thị trường. Đầu tiên, đó là thị trường chúng ta có thể tăng nếu như phiên hôm nay này đóng cửa được lên 1.350, thì khả năng thị trường chúng ta sẽ có một cơ hội đầu tư ngắn hạn rõ ràng hơn. Nó có thể giải ngân được tầm 30-40%, 50% tài sản, và có thể lướt được một số mã phiếu trong danh mục chúng ta luôn, có thể cơ cấu được những vấn đề chúng ta vẫn chưa giải quyết được về vấn đề lỗ trong tài khoản, vẫn chưa giải quyết được về cái vấn đề mà chúng ta quyên quyết giữ hàng đó. Và kỳ vọng sẽ hồi phục lên được 1.320 nhá, và sau đó sẽ những cái nhịp quay trở lại test lại 1.230. Và tình huống này đã không xảy ra với phiên dịch ngày hôm nay, và hiện tại đang xảy ra với tình huống thứ hai, tức là chúng ta sẽ có những phiên giảm nhẹ và có dấu hiệu này, và có dấu hiệu đi dưới những cái vùng 1.300, tức là phiên hôm nay sẽ phiên giảm nhẹ và có dấu hiệu cho những phiên sắp tới sẽ đi dưới những cái vùng 1.300. Sau đó sao chị, sau đó sẽ có những nhịp quay trở về lại test lại những cái vùng 1.230, 7.1.230, và sau đó nếu yếu hơn nữa, không có những nhịp bật lại hoặc tích lũy quanh những cái vùng
1230 cho đến 1250 thì khả năng thì chúng ta sẽ giảm về vùng 1200 là điều rất là khả quan nhá. Và để tạo được một cơn sóng lan tỏa, chúng ta sẽ có hai điều kiện. Một là cần phải có tích lũy đủ chặt này, đó, đủ chặt đủ lâu. Hai á là phải có những cái phiên test rõ ràng về những lượng cung cầu đấy, và phải có những cái cầu vào mạnh mẽ, bùng nổ, những phiên bùng nổ mạnh mẽ đó. Chính vì thế em cũng đã đưa ra cho khách hàng nghe một số cái nhận định về thị trường và cũng nhận định về cái hiện tại đi. Thì hiện tại chúng ta vẫn có thể đầu cơ được với một số mã phiếu như là nước Tây Cộng, một số mã phiếu mà nó có những cái báo cáo quý 2 tốt cũng như chạc đẹp đó. Và đặc biệt nhất là phải có một cái nền vững và chắc để nó giữ được trong ngắn hạn, cũng như là có những cái lực test những cái nền nó liên tục để nó sao xác nhận lại cái nền đó. Tức là khi một tầng nhà anh chị xây lên và anh chị phải qua những cái phiên kiểm duyệt của nó, test liên tục để anh chị kiểm định thử cái tầng nhà nó có chặt có cứng hay không đó, thì chúng ta cần phải có những cái phiên đó. Và thường em hay coi cái việc test này ở chặt 1 giờ nhá. Thì hiện tại bên em cũng đã mua hai mã phiếu, đó là mã phiếu CTG này và FPT đó. FPT thì mua giá 31, thì hôm nay hàng về, hôm qua, ngày mai hàng về, em xin lỗi, ngày mai hàng về. Thì hôm nay là giá 32.15, khá là ổn gần chân. Kỳ vọng là nó sẽ tích lũy qua những cái vùng trên này. Đó. Thì em đã nhắn rồi. Nước Tây Cộng hàng về là bán, không suy nghĩ nhiều nhá. CTG. CTG thì bên em mua ở mức giá 32, hôm nay tầm 32.85. Thì nếu như CTG có một nhịp nó quay trở về test vùng giá 32, anh chị cứ mạnh dạn mua cho em. Vùng này em nghĩ là một vùng nền khá là cứng của nó đấy nhá. Tại vì về một số cái chỉ báo như là chỉ báo về RSI đi, chúng ta thấy là đang có những cái nhịp tạo những mô hình hai đáy này, kỳ vọng sẽ đánh lên một nhịp ngắn hạn nhá. Và cái CTG thì nếu như phim này nó hồi phục tốt và nó bật lên lại thì em đang kỳ vọng rằng là phiên ngày mai sẽ như vậy để nó xác nhận chúng ta một mô hình đánh lên trong ngắn hạn đó. Thì nó cũng sẽ kiểu như này này, mọi người thấy không, có rất nhiều mã phiếu đang đi như vậy, ví dụ như là SDI này cũng đang đi kiểu như vậy. Đấy, cũng đang đi kiểu như vậy. Chạc 1 giờ, mọi người thấy chạc 1 giờ sẽ rõ ràng hơn nhá. Hay là một số mã phiếu có những dấu hiệu tốt đi. Hay là ICB này cũng đang có những dấu hiệu quay đầu để tạo một hình rõ ràng hơn. Thì hôm nay em cũng có cho khách hàng em về một số cái vấn đề, đó là kiên nhẫn. Tại vì thị trường chúng ta rất nhiều người họ bị cuốn theo trường rất là nhiều. Khi mà thấy trường xanh, thì trường đỏ thì cái niềm vui và hạnh phúc của họ sẽ thay đổi liên tục. Đó. Chính vì thế em cũng nhắc ở khách hàng là như vậy. Và em dự đoán là thị trường chúng ta sẽ có một phiên giảm nữa. Một phiên này sẽ là một phiên chán nản hoặc là một phiên hoảng loạn. Đó. Và nếu như không sớm lên mục, đó là cơ hội tốt nhất cho chúng ta, chứ không phải là thời điểm bây giờ nhé. Và nếu như muốn nước Tây Cộng hay đầu cơ, chúng ta hãy bỏ ra tầm 10-20% tài sản để chọn một số mã phiếu mạnh an toàn. Em ta lướt ví dụ như một số mã phiếu như là FPT này, hay là CTG này, hay là BWE này đó, hay là mã phiếu Hà Đô đấy. Thì như là một số mã phiếu như ACB, Techbank, MSB, HCM vân vân này đã tiệm cận đường EMA 20 và khả năng sẽ có dấu hiệu vượt lên, thì khi nó quay trở lại test đường EMA 20 thì đó là một cơ hội để em ta quay trở lại mua đó. Thì tại sao em lại nói, lúc nãy em nói là cơ hội mua bắt đầu mở rộng ra về cái việc nước Tây Cộng với một số mã phiếu ví dụ như là ACB này. Tức là sao? Tức là nếu như nó tốt, nó sẽ có những cái nhịp đánh như thế này, chạm được EMA 20 này, sau đó sẽ bật lại, giảm lại qua những cái vùng dưới này. Đó thì chúng ta sẽ mua những cái vùng này để khi nó bật lại qua này nhá. Đó thì đó là cái cơ hội chúng ta kỳ vọng như vậy với một số mã phiếu này, hay là mã phiếu SSI cũng vậy, nó kỳ vọng như vậy nhá. Chạm những vùng này sau đó bật lại, nó sẽ mua những cái vùng dưới này. Đó, kiểu như vậy. Đó, bật lại kiểu như vậy, hay là một số mã phiếu như HCM sẽ như vậy nhá. Em đang kỳ vọng như vậy để cái đánh hiện tại lướt một số mã phiếu như vậy nhá. Thì hôm nay thì có trò chuyện vui với khách hàng nghe một số vấn đề, đó là rất nhiều anh chị có nghe một số cái kênh YouTube lớn nổi tiếng ấy, và cho rằng là họ luôn luôn cho mọi người mua bán liên tục, mọi người thích điều đó. Thì mọi người hãy cẩn thận nhá, khi mà người ta cho mọi người mua bán liên tục là khi đó là mọi người đang biến mọi người thành những con bạc đấy. Em thật sự đây là chắc có tỷ một mình kênh YouTube của em nói điều này thôi. Tức là sao, mọi người thấy không, khi mọi người đã lâm vào cái tình trạng nghiện cờ bạc ấy, khi mà cái sòng bạc A đi nó bị đóng cửa đi, nó không cho mọi người giao dịch đi,
cảm thấy rằng là xung quanh đó cảnh sát đang rất là đông, họ không muốn cho anh chị giao dịch đấy, thì ngay lập tức mà anh chị sẽ nhảy qua một cái sòng bạc B chị đó tiếp tục, đúng không? Đấy, thì cái cơ nghiệp của con bạc như vậy, anh chị đừng có nên dính vào cơ nghiệp con bạc nha. Anh chị nên biết thị trường như thế nào, lấy kìm hãm những cái niềm đam mê mua bán của mình. Rất nhiều anh chị ngày nào cũng mua hết, cứ thấy mã phiếu xanh là anh chị mua vào, qua ngày 3T3 về thấy mã phiếu đỏ chị bán ra. Đấy, anh chị không suy nghĩ nhiều về vấn đề lời lỗ hay là thị trường như thế nào, hay là những mã phiếu đang đi như thế nào. Anh chị chỉ quan trọng vào những mã phiếu anh chị mua bán hàng ngày thôi. Đó là sở thích và niềm vui của anh chị. Đó. Thì em thì hiện tại em khuyến nghị rất ít. Chính vì thế có rất nhiều những nhà đầu tư họ rời xa em để họ chuyển qua một số nhà đầu tư khác khuyến nghị mua bán rất là nhiều. Đấy, em thì được rất nhiều những nhà đầu tư khác họ quay về bên em, họ quay trở lại bên em, họ nói lại với em là như vậy, kêu là bên kia khuyến nghị nhiều lắm. Rồi lên YouTube thì có thể nói đủ các điều, nói hết mã phiếu này hoặc mã phiếu nào, nhưng mà thực chất họ đâu có dám sâu những cái vấn đề họ nói lên giống em đâu. Đó, có chuyện như vậy. Thì hôm nay em nói rất là rõ rồi là chúng ta đang ở trong một cái chu kỳ tâm lý rất rõ ràng, đó là chu kỳ phủ nhận hoặc là lo ngại quanh quanh những cái vùng này. Tức là chúng ta đang phủ nhận rằng là mã phiếu chúng ta đầu tư rất là tốt, chúng ta có thể nắm giữ và kỳ vọng nó hồi lại được. Anh chị cảm thấy là anh chị đang giống như vậy không? Ở rất nhiều lần em khuyến nghị anh chị bán ở những cái vùng này, rồi bán ở những cái vùng này nữa, đó, rồi bán ở những vùng này nữa, nhưng chị không chịu. Đó, rất nhiều anh chị như vậy. Đó, anh chị biết đó, cái câu chuyện ở đây này, em sẽ nói cho chị câu chuyện ở đây này. Câu chuyện ngay chỗ này này, qua những vùng này này, anh chị không? Anh chị coi là những cái video của những cái ngày tầm cuối tháng 6, đầu tháng 7 á, em đăng lên, em nói thị trường ta đang có những dấu hiệu tạo đỉnh rất là quan trọng. Rất nhiều người vô nhắn, rất nhiều người vô comment trên những video của em. Đó, rằng là thế này thế kia thị trường, thế này mà kêu tạo đỉnh, cái kiểu kiểu rồi sao anh chị? Sao rồi thị trường giảm rồi chả thấy họ đâu, mất hút luôn. Thấy mấy anh chị nó mất hút luôn. Đó, anh chị có thể kiểm định nha. Còn anh chị có thể kiểm định lại bằng cách anh chị vào những cái kênh YouTube lớn á, coi được những cái ngày, ví dụ như là ngày 7 tháng 8 này, ngày 7 tháng 8 này. À, ngày 8 tháng 7 này, hay là vào cái ngày 5 tháng 7 này, 5 tháng 7 này chị coi những ngày này, họ nói cái gì? Họ nói những cái gì nên chị biết được là là anh chị đang mua bán như thế nào theo ý kiến của họ, hay là anh chị cứ mua về rồi anh chị tập cắt lỗ cho quen. Đó, chị thử đi. Đó, còn đây đối với em thì khác hoàn toàn. Em nói tất cả mọi điều đều là sự chân thành và khuyến nghị mọi người rõ ràng về thị trường cũng như phân tích rất là rõ, chứ không phải là em phân tích kiểu blab bạch sàm, thích nói gì nói đâu. Đó, thích nói kiểu rằng thị trường chúng ta đang gãy nền thì có thể nói rằng đang rũ bỏ kiểu đâu, đang tạo nền nó kiểu đâu. Em không thể nói như vậy. Thấy gãy là nó gãy, thấy yếu là nó yếu, rõ ràng. Thì thị trường đang ở trong giai đoạn này và khả năng cao còn sẽ một giai đoạn nữa. Thì đâu vào những giai đoạn này, đó là phẫn nộ này, đầu hàng này, trong thời gian sắp tới sẽ có như vậy. Chính thế nói là thị trường chúng ta còn ít nhất một cái đợt giảm mạnh nữa, sẽ là một đợt hoảng loạn hoặc là một đợt chán nản nhá, chị nên cân nhắc. Hoảng loạn tức là sao? Anh chị kéo lịch sử này, hoặc là ví dụ như đây là một đợt hoảng loạn này, tạo ra một cái gap hoảng loạn này, hoặc là chán nản tức là sao? Tức là đây, giảm liên tục, giảm liên tục thì là sự chán nản này. Đó, buộc cuối gọi là cuối chặng đường rồi mới chịu bán ra, thấy không? Cuối chặng đường rồi, cung với nhiều này, cái cầu bán ra với nhiều này, thấy không? Bán liên tục này. Đó, còn khi thế này này, giảm đâu có chịu bán đâu, thấy không? Rất ít, đến khi cuối chặng đường rồi bán với nhiều. Đó, anh chị thấy không? Sắp tới có thể như vậy nha. Nhiều người nói là trường đang khỏe, anh chị cứ coi, anh chị có thể coi và xem xét rất nhiều kênh YouTube. Em khuyến nghị như vậy là vì sao? Anh chị sẽ đúc kết được rất nhiều kiến thức từ họ, cũng như đúc kết được một số cái thông tin từ em để chúng ta chọn lọc, chúng ta lựa chọn là những cái thông tin tốt nhất để chúng ta đầu tư nhé. Và một lần nữa em sẽ nhắc lại là kênh đầu tư của em chỉ mang tính chất là hỗ trợ khách hàng bên em, cũng như là đưa nhận định của em riêng của em, và em không khuyến nghị anh chị đầu tư hay mua bán bất cứ mã phiếu nào hết. Anh chị nên chịu trách nhiệm với những quyết định của anh chị nhé. Và khả năng cao trong du lịch ngày mai và trong tuần này luôn, thị trường chúng ta sẽ có những phiên, em nghĩ là sẽ những phiên tích lũy quanh những vùng này. Đó, để sao anh chị? Để cái đường EMA 20 này, anh chị thấy không? Cái đường EMA 20 này sẽ có những nhịp kéo gần lại hơn. Đó, và khi nó chạm rồi thì nó sẽ xác nhận một xu hướng có thể rằng là sẽ tăng trong ngắn hạn, tăng lên lại quanh những cái vùng như là 1330 chẳng hạn. Đó, sau rồi giảm tiếp hoặc là sẽ giảm luôn. Đó, cho nên chị hãy cân nhắc nhé. Trong những thời gian sắp tới em nghĩ là sẽ có những cái pha biến động thay máu liên tục trong phiên. Thì chúng ta sẽ thay máu liên tục trong phiên, tức là xanh đỏ ngắn hạn trong phiên liên tục sẽ tích lũy qua những vùng này trong một thời gian ngắn hạn nhé.
gì nên cân nhắc nhé. Và một lần nữa, đó là thị trường chúng ta đã hoàn thành xong một cái mô hình rồi đó. Và nếu như đi tích lũy như vậy thì thị trường chúng ta sẽ có những nhịp sao anh chị, kéo cái đường này lên, kéo những cái đường này lên, sau đó sao anh chị, sau rồi thị trường chúng ta sẽ xác nhận đi lại, giảm lại, tạo mô hình như thế này, hoặc là đánh lên, hoặc là tạo một mô hình như thế này, hoặc là tạo một mô hình như thế này. Em sẽ vẽ lại cho anh chị nhé. Đây, họ sẽ tạo ra một mô hình như thế này đó, tức là sẽ theo kiểu hướng lên như thế này nhá. Vậy nên cân nhắc nhá, em sẽ vẫn giữ được những cái điều này, tại vì em nói những cái điều này, những cái hai đỉnh thế này, em phân tích hai đỉnh thế này từ cái hồi cuối tháng 6 rồi, cho nên em nói lại, em cũng để ghim cho anh chị có thể thấy rõ. Và sau này nếu như có một tình huống như vậy, em sẽ kéo lại cho anh chị thấy nhá. Thì thị trường nó sẽ đi như vậy, anh chị nên cân nhắc nhá. Trong thời gian tới thì đầu tư ngắn hạn có thể đầu tư được một số mã phiếu như em đã nói rồi, nếu như nó đi đánh đúng theo kiểu chúng ta nên cân nhắc, ví dụ như là Techcombank đi, ví dụ như vậy, đánh theo kiểu chúng ta đề ra, ví dụ như là sẽ đánh lên trên những vùng này, sau đó sao anh chị giảm về đây, chúng ta điểm mua nó sẽ rơi vào những cái đoạn này nhá. Thì tất nó kéo lên như vậy để giữ cái nền như này thôi, nó sẽ không cho gãy những cái nền này, một số mã phiếu nó không kéo lên sẽ bị gãy nhá, kiểu như vậy. Ví dụ như là một số mã, ví dụ như là BIDV đi, thấy không, ví dụ BIDV đi, những cái nhịp này nó không có kéo lên mạnh mẽ này thì nó sau đó bị gãy thôi. Còn Techcombank bị được kéo lên rất mạnh mẽ sẽ không bị gãy nhá. Thì hôm nay thì bên em cũng có đề cập một số vấn đề nữa, và cũng nói về vấn đề về báo cáo quý 2 này đó. Thì cái này em cũng nói trong cái việc trong cộng đồng bên em rồi, cũng nói trong cộng đồng rồi, đây em cũng copy lại em đưa ra rồi. Thì rất nhiều người có thể thấy ra một điều là SI này họ cho rằng cái báo cáo cái quý 2 của họ là rất là tốt, và họ chỉ nói rằng là báo cáo lợi nhuận 6 tháng đầu năm đạt kỷ lục các kiểu này kia nhá, và bơm ra thị trường media rất là nhiều, bơm ra những thông tin rất là nhiều đấy. Nhưng thực chất chúng ta coi kỹ hơn chúng ta thấy rằng là cái quý 2 của nó chỉ tăng 10% so với cùng kỳ mà thôi đó. Mà trong khi đó cái quý 2 này cũng như quý 1 á, nó nhận một cái gọi là khối lượng full luôn luôn nằm trên 15k trên một phiên, luôn luôn như vậy, thì chứng tỏ một điều gì? Chứng tỏ đang đi thụt lùi đúng không, đi yếu dần đúng không? Đấy, thì thấy này, đây là cái quý 2 năm nay là 1.700 tỷ đấy, còn quý 2 năm ngoái là 1.300 tỷ, hơn nhau có tầm 10%, hơn nhau tí 10% nhá, chả đáng bao nhiêu cả. Đấy, so với một cái năm mà chịu ảnh hưởng của Covid cũng nhiều, cũng như là một chịu ảnh hưởng của một số vấn đề về thanh khoản, trong khi đó chỉ tăng vỏn vẹn như vậy thì không đáng kể nhá. Cho nên chị hãy đọc những thông tin báo đài, đọc những cái thông tin thì phải chọn lọc kỹ nhá, phân tích rất là kỹ. Em muốn nói này, giai đoạn này sẽ có rất nhiều mã phiếu như là ban thép, chứng khoán, phân bón này, cảng biển này sẽ tăng cực kỳ cao, phi mã về lợi nhuận quý 2. Và thấy cổ phiếu đang giảm 10-20%, chứng tỏ rằng là rất nhiều người đang kẹp hàng. Chính vì thế mọi người nên cân nhắc cái việc tăng, là chúng ta nên giải quyết về vấn đề giảm tỷ trọng đó. Em nhắc mọi người rất là kỹ này. Đâu mọi người thể tham gia trong bên em nhé, đây cộng đồng người đầu chứng khoán này, đầu tư bền vượng nhé. Thì hôm nay em có cho khách hàng em mua thêm mã cổ phiếu FPT nữa. Đây, anh chị nào mua bảo hiểm có thể mua thêm 20% mã cổ phiếu FPT này, khi nó quanh những cái vùng giá như là vùng giá 31.8 này, 31.5, nhưng em chỉ cho khách hàng em mua quanh những vùng như là 31.5 mà thôi, mua thêm nhé, chỉ dành cho khách hàng có và mua thêm mà thôi. Đấy, có mua thêm. Đấy thì đây FPT có mua thêm, thì kỳ vọng như vậy, kỳ vọng là sẽ mua thêm qua những cái vùng này để sao chị sẽ được hướng một cái vùng tốt như này, và hàng thứ năm về bên em sẽ bán ra, sẽ giữ cái lượng hàng mới mua kiểu như vậy. Đấy thì sẽ rất là tốt cho việc lướt tay không. Thì cái mã phiếu này em vẫn kỳ vọng sẽ đánh lên tiếp một nhịp nữa qua những vùng giá 34. Còn mã phiếu CTG thì em nghĩ là nó sẽ có một cái nhịp quay trở về lại, giảm những cái vùng dưới này, vùng giá 32, sau đó bật lại. Thì đó là một cơ hội tốt để anh chị mua thêm qua những vùng giá 32 được nhé. Đó thì bị xác nhận chúng ta mô hình khá đáng kể. Và hôm nay em có cho khách hàng em cân nhắc thêm một số mã phiếu nữa. Thì câu chuyện trước đó chị biết rồi, trong một cái watchlist em có đưa cho khách hàng em sơ sơ, đây, em sẽ kéo cho anh chị. Ví dụ như đây, anh thấy không ạ? Có BWA này, đó thì BWA không? Em nói rất là nhiều về cái mã phiếu này rồi, tạo hình gì anh chị? Công ty cầm đánh lên và tiếp tục đánh lên này, rất là khỏe đúng không? Đó, và em đang kỳ vọng một mã phiếu cũng sẽ nhân giống như vậy, đó là mã phiếu gì anh chị? Đó là mã phiếu HH, đó là kỳ vọng như vậy, sẽ một nhịp đánh lên
khi nó tích lũy đủ khỏe. Đấy, lên tiếp. Thì hôm nay em cho khách hàng em mua quanh những cái vùng giá, đó là vùng giá 38. Đó, đặt lệnh 38 này. Đó, thì chúng ta kỳ vọng sẽ một nhịp nữa đã lên vùng giá 44. Đó, một người bảo hiểm mua 20% tỷ trọng này. Thì hôm nay nó được tăng khỏe ở cuối phiên ATC một phát lên được tầng gần 40 rồi. Kỳ vọng sẽ một cái nhịp đã lên tầm giá 44 nhá. Thì hiện tại em có một mã phiếu nữa trong thời gian tới đang có mô hình có thể cầm luôn. Thì trong thời gian tới em sẽ dành mã phiếu này cho review bên em, và anh chị muốn biết mã phiếu gì anh chị có thể theo dõi ở cái video ngày mai của em nhé. Em ơn anh chị rất là nhiều. Và hôm nay em cập nhật sơ cho những cái vấn đề cho khách hàng em, cũng như là cho một số anh chị coi như trên review của em, cũng như là coi YouTube của bên em, thì cập nhật sơ như vậy thôi. Và em cảm ơn anh chị rất là nhiều đã bỏ một chút thời gian lắng nghe cũng như là xem video của em nhé. Và em rất mong chị hãy bỏ một chút thời gian nhấn vào nút thích video cũng như nhấn nút đăng ký kênh nhé. Đây, nhấn vào đây. Anh chị nhấn vào nút thích video này, nhấn nút đăng ký kênh này, nhấn vào cái chuông thông báo nhận video em sớm nhất này. Anh chị có thể nhấn vào cái đường link này để đăng ký kênh em luôn này. Hoặc là anh chị nhấn vào cái gọi là cái rung một đồng ở đây. Đây, để tham gia rung một đồng bên em nhé. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Và nếu như anh chị muốn mở tài khoản VPS bên em, anh chị hãy liên hệ qua bạn trợ lý bên em đây, số điện thoại ở đây để hỗ trợ nhé. Và anh chị nhớ rằng liên hệ qua đây để bạn đó tư vấn cho anh chị. Chứ hiện tại có rất nhiều khách hàng bên em bấm vào mở online tự nhiên sẽ hiện ra một số, tức là tự mở sẽ hiện ra một số cái vấn đề, ví dụ như là có ID của một người môi giới nào đó. Ví dụ như anh chị, ví dụ như anh thấy này, đây, ví dụ như là mở tài khoản VPS này, thấy không? Khi đó anh chị nhấn vào những cái quảng cáo này này, có những chữ quảng cáo này, bấm vào đây đi. Đó, sẽ ra một cái anh chàng môi giới nào đó tên là Trần Đức Hiền. Đó, rất là lạ luôn, chả biết anh này ở đâu cả. Và anh chị nhập vào đây thì đột nhiên cái tài khoản này sẽ thuộc về môi giới của anh đó. Chính vì thế khi ta chuyển ID về bên em thì rất là khó, gần như không được. Chính vì thế anh chị hãy cân nhắc cho việc mở tài khoản nhé. Anh chị hãy liên hệ tới bạn trợ lý bên em để bạn trợ lý hỗ trợ anh chị một cách tốt nhất, chứ đừng có vội vàng mở như vậy. Hoặc anh chị có thể tải app về smartphone về anh chị mở tài khoản thì sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Đây anh chị tải app về anh chị mở nhé. Em có làm một cái video về hướng dẫn mở tài khoản rồi, anh chị coi đây cái hướng dẫn mở tài khoản này. Đây anh chị tải app về. Đó, anh chị tải, anh chị điền những cái mã giới thiệu đây. Đó là B254 này, Nguyễn Nhâm Thiện này. Đây, có ở đây nhá. Và cảm ơn anh chị rất là nhiều đã bỏ chút thời gian lắng nghe cũng như là cùng trò chuyện với em ở cái video này. Em xin chào anh chị ạ. Chúc anh chị có một buổi chiều thật vui vẻ, hạnh phúc gia đình. Xin chào anh chị.